Vào sáng sớm ngày 14 tháng 2 năm 2022, AKB48 đã được thông báo sẽ tham gia chương trình âm nhạc đặc biệt của TV Tokyo mang tên TV Tokyo Ongakusai Nisenizunihaaru, được phát sóng trực tiếp vào lúc 17:30 GST ngày 23 tháng 2 năm 2022. Lần này, AKB48 sẽ có màn trình diễn kết hợp với Nishimura Hiroyuki.